Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hỏi Đáp của Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, vũ trụ và là luôn tồn tại biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Càng đi nghiên cứu sâu về vũ trụ, chúng ta lại càng cảm thấy tầm hiểu biết của con người thật nhỏ bé. Trong chuyên mục Hỏi Đáp ngày hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng đi giải mã những câu hỏi thú vị mà các khán giả đã gửi về cho Hải Yến. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Bạn Hiếu Phan có hỏi, không thời gian có thực sự liên tục không hay là nó cũng gián đoạn như lượng tử? Bởi xét cho cùng, không thời gian cũng được tạo ra bởi các trường hạt lượng tử. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Theo lý thuyết của các nhà khoa học, không thời gian được hiểu là một mô hình toán học được gộp 3 chiều không gian với 1 chiều thời gian để tạo ra một cấu trúc thống nhất gọi là không thời gian. Theo lý thuyết vật lý tốt nhất hiện nay, không thời gian giải thích được các hiệu ứng tương đối tính khác lạ nảy sinh từ sự chuyển động gần với tốc độ ánh sáng cũng như chuyển động của các vật thể có khối lượng lớn trong vũ trụ. Tính đến nay, thuyết tương đối của Einstein vẫn là lý thuyết tốt nhất nhằm lý giải về không thời gian. Ông cho rằng, không thời gian luôn tồn tại, ngay cả khi không có bất kỳ một ngôi sao hoặc một hành tinh nào tồn tại xung quanh nó. Nhưng nhiều nhà khoa học không đồng tình với điều này. Họ cho rằng, không thời gian không tồn tại độc lập, nó được xác định bởi sự tương tác của các vật thể. Do đó, việc xác định không thời gian có thực sự liên tục hay không, nó vẫn là một câu hỏi còn nhiều tranh cãi. Theo thuyết tương đối của Einstein, lực hấp dẫn ảnh hưởng rất nhiều đến cách thức vận hành của vũ trụ. Nó không phải là một lực truyền qua không gian, mà nó làm cho không gian bị biến dạng. Giống như một vật nặng đè lên một tấm cao su, làm nó bị lún xuống. Vật thể càng nặng, không gian và thời gian bị biến dạng càng nhiều. Do đó, lực hấp dẫn là một phần của không thời gian. Đây là những lý thuyết được coi là thuyết phục nhất nhằm lý giải sự vận hành của vũ trụ. Nhưng lý thuyết này lại không dung hòa được với cơ học lượng tử, lý thuyết giải thích đặc tính của các hạt hạ nguyên tử với độ chính xác cao. Ví dụ hiện tượng rối lượng tử, đây là hiện tượng hai hạt vật chất gắn bó chặt chẽ với nhau, nhưng dù chúng đặt ở khoảng cách xa nhau như thế nào, trạng thái của hạt này sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến trạng thái của hạt kia. Điều này cho thấy lực hấp dẫn không ảnh hưởng đến chúng. Đến bản thân Einstein cũng không thể lý giải được hiện tượng này. Ông gọi nó là tác động kỳ quái từ xa. Có thể nói, không thời gian và những hiện tượng kỳ quái trong vật lý lượng tử, nhân loại mới chỉ dừng lại ở những khám phá sơ khai. Bản chất thực sự của vấn đề chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Chính bởi vậy, các nhà khoa học sẽ cần thêm nhiều thời gian trước khi đưa ra những câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Bạn Minh Thiện Phan có hỏi, xin hỏi tại sao các ngôi sao đều có nguyên liệu là khí hydro vậy? Tại sao có ngôi sao màu vàng, ngôi sao màu đỏ, ngôi sao màu nâu? Cái gì tạo nên màu sắc của ngôi sao? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi thứ nhất của bạn là tại sao các ngôi sao lại có nguyên liệu là khí hydro? Đây thực chất là một câu hỏi khó, bởi con người mới chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, các ngôi sao đã tồn tại hàng tỷ năm trong vũ trụ. Do đó, việc các nhà khoa học truy xuất nguồn gốc và sự hình thành của nó gặp rất nhiều khó khăn. Họ dự đoán rằng, khoảng 14 tỷ năm trước, khi vụ nổ Big Bang xảy ra, khi đó vũ trụ chỉ bao gồm toàn khí. Không có các ngôi sao, cũng không có các hành tinh nào tồn tại. Thời điểm đó, thành phần khí bao gồm chủ yếu là các nguyên tố đơn giản, trong đó hydro chiếm khoảng 75%, còn lại chủ yếu là heli. Sau đó, các đám mây khí khổng lồ tự sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính nó, tạo ra các ngôi sao. Chính bởi vậy, nguyên liệu chủ yếu của ngôi sao là hydro và heli. Còn về màu sắc của các ngôi sao, chúng được quyết định bởi nhiệt độ bề mặt của nó. Các nhà khoa học đã phân loại màu sắc theo nhiệt độ bề mặt như bảng tổng hợp các bạn thấy trên màn hình. Theo đó, những ngôi sao có nhiệt độ bề mặt thấp dưới 3.600 độ C được liệt kê vào danh sách sao màu đỏ. Còn những ngôi sao có nhiệt độ bề mặt lớn hơn 25.000 độ C là những ngôi sao có màu lam. Ví dụ mặt trời của chúng ta,
các bạn có thể quan sát thấy nó có màu vàng bởi vì nhiệt độ bề mặt của nó vào khoảng 5.500 độ C, phù hợp với bảng màu mà các nhà khoa học đưa ra. Do đó, nếu chúng ta muốn biết ngôi sao có màu gì, chúng ta cần biết nhiệt độ bề mặt của nó là bao nhiêu độ C. Tiếp tục chương trình, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Thịnh Châu. Mong kênh giải thích thêm về truyền dữ liệu bằng laser mà NASA sắp áp dụng nó lên các tàu vũ trụ trong tương lai. Tia laser chắc hẳn không quá xa lạ với chúng ta, nhưng thật ra chúng có rất nhiều loại khác nhau. Điểm khác biệt đến từ việc chúng phát ra ánh sáng ở các phổ điện từ khác nhau trong tần số. Trước đây, laser chỉ được sử dụng trong mức độ vi mô nhằm phân tích các hóa chất. Sau đó, chúng được ứng dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày như thiết bị đọc laser từ đầu đĩa CD, DVD, máy quét mã vạch hay hệ thống Internet cáp quang. Giờ đây, các nhà khoa học đã tiến đến một bước quan trọng hơn, đó là sử dụng laser truyền tải dữ liệu ở khoảng cách xa và lớn hơn. Chính bởi vậy, nó sẽ được áp dụng trong việc truyền tải dữ liệu từ các tàu vũ trụ tương lai. Vào năm 2013, NASA đã phóng thử nghiệm một tàu vũ trụ LADEE đến quỹ đạo Mặt Trăng. Nó là con tàu đầu tiên sử dụng công nghệ laser truyền tải về trái đất. Ngoài ra, họ xây dựng 3 trạm thu cuối trên mặt đất nhằm đo lường tốc độ truyền tải bằng phương pháp laser. Kết quả cho thấy, dữ liệu thu được có thể lên tới 622 megabit trên giây, nhanh hơn rất nhiều so với truyền tải dữ liệu bằng công nghệ sóng vô tuyến. Nhưng con số đó vẫn còn khá thấp so với kỳ vọng. Ngoài ra, chúng thường xuyên bị gián đoạn do những đám mây trong bầu khí quyển của trái đất, bởi vì công nghệ laser không thể truyền tải dữ liệu khi chúng bị những đám mây khổng lồ chặn lại. Đây được coi là điểm yếu duy nhất so với công nghệ sóng vô tuyến. Chính bởi vậy, NASA đang thực hiện những công đoạn cuối cùng. Dự kiến vào cuối năm nay, họ sẽ phóng một vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu laser trên quỹ đạo của trái đất. Vệ tinh này có nhiệm vụ thu nhận những dữ liệu laser từ các tàu vũ trụ, sau đó chuyển tiếp về các trạm thu cuối trên mặt đất. Khi quay quanh quỹ đạo trái đất, vệ tinh sẽ chủ động tránh những đám mây khổng lồ trong bầu khí quyển, ảnh hưởng đến việc truyền tải dữ liệu bằng laser. Khi đó, việc truyền tải sẽ nhanh hơn rất nhiều và đặc biệt không bị gián đoạn bởi các đám mây. Vệ tinh chuyển tiếp được NASA đặt tên là LCRD, dự kiến nó có thể truyền tải dữ liệu với tốc độ 1,2 gigabit trên giây, nhanh gấp đôi chương trình thử nghiệm từ tàu vũ trụ Mặt Trăng. Nếu dự án thành công, các tàu vũ trụ sau này khi được tích hợp công nghệ truyền tải dữ liệu bằng laser, chúng sẽ truyền trực tiếp dữ liệu về vệ tinh LCRD. Sau đó, vệ tinh sẽ chuyển tiếp dữ liệu đó về các đầu thu trên mặt đất. NASA chưa chính thức công bố ngày phóng vệ tinh chuyển tiếp LCRD, nhưng nó đã trải qua các cuộc đánh giá quan trọng. Nó sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm nay, từ trạm không quân Cape Canaveral ở Florida trên tên lửa Atlas V của NASA. Đó sẽ là quy trình và cách thức truyền tải dữ liệu từ các tàu vũ trụ được trang bị công nghệ laser trong tương lai. Bạn Lục Ngạn Công Tôn có hỏi: vũ trụ ngày càng mở rộng, phải chăng các ngôi sao đang xa dần chúng ta? Có khi nào các ngôi sao trên bầu trời sẽ biến mất vào một ngày nào đó? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Vũ trụ đang không ngừng giãn nở, đó là điều hiển nhiên đã được các nhà khoa học chứng minh. Nhưng chắc chắn bạn đã từng nghe, trong tương lai xa, thiên hà Andromeda sẽ va chạm và sát nhập với thiên hà Milky Way của chúng ta. Phải chăng đó là sự mâu thuẫn? Trên thực tế là không, bởi vì theo định nghĩa khoa học, sự giãn nở của vũ trụ là sự gia tăng khoảng cách giữa các thiên thể không bị ràng buộc về mặt hấp dẫn. Điều này có nghĩa, tất cả những thiên thể nào đang bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn, chúng sẽ không tuân thủ theo sự giãn nở của vũ trụ. Tức những thiên hà địa phương của chúng ta, bao gồm thiên hà tiên nữ Andromeda, thiên hà Milky Way và rất nhiều các thiên hà lùn khác, chúng không rời xa nhau theo sự giãn nở của vũ trụ. Bởi vì tất cả những tập hợp này bị ràng buộc với nhau bởi lực hấp dẫn của nhóm thiên hà địa phương. Ngoài ra, khi chúng ta quan sát các ngôi sao trên bầu trời, phần lớn là các ngôi sao có trong thiên hà Milky Way và một số ngôi sao hay thiên hà lùn trong cụm thiên hà địa phương.
tất cả chúng đều không bị ảnh hưởng của sự giãn nở vũ trụ. Do đó, kịch bản một ngày nào đó, các ngôi sao sẽ biến mất trên bầu trời do sự giãn nở của vũ trụ hoàn toàn không thể xảy ra. Có chăng vị trí của chúng sẽ bị dịch chuyển trong một khoảng thời gian dài hoặc khi các thiên hà sát nhập với nhau mà thôi. Bây giờ, chúng ta đến câu hỏi của bạn Trường Phát TV. Bạn cho mình hỏi về những bức ảnh thiên văn, thực sự nó đẹp lung linh hay là đã tô màu? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Hải Yến. Trong câu hỏi của bạn không nói chính xác là những bức ảnh thiên văn được chụp bằng thiết bị gì, nên Hải Yến cũng rất khó trả lời. Nhưng phần lớn, các kính thiên văn chuyên dụng, chúng được trang bị rất nhiều dải tần số khác nhau, từ bước sóng khả kiến, cực tím, cận hồng ngoại hay radio, mỗi bước sóng lại cho những bức ảnh khác nhau. Nếu họ sử dụng bước sóng khả kiến để chụp những bức ảnh trong vũ trụ, thì đương nhiên màu sắc của những bức ảnh là màu chân thực. Còn nếu sử dụng các dải tần số khác để chụp ảnh, để cho ra những bức ảnh cuối cùng, các nhà khoa học đã phải đổ màu và căn chỉnh nhiều lần mới cho ra những bức hình lung linh như vậy. Trên thực tế, thông thường để quan sát những vật thể ở rất xa, các nhà khoa học phải sử dụng các tần số cực tím, cận hồng ngoại hoặc radio mới có thể quan sát thấy chúng. Do đó, phần lớn các bức ảnh chụp các thiên thể xa trong vũ trụ, màu sắc của chúng đã được các nhà khoa học đổ màu, chứ không phải là màu sắc thực tế. Tiếp tục chương trình, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Cường Đoàn. Sao lùn vàng, mặt trời, khi chết thành sao lùn trắng. Vậy sao lùn đỏ Proxima Centauri khi chết đi thì sẽ thành cái gì? Đây là một câu hỏi khá thú vị. Đúng vậy, các nhà khoa học dự đoán những ngôi sao kiểu như mặt trời của chúng ta khi về cuối đời, lớp vỏ ngoài sẽ phình ra thành một sao khổng lồ đỏ. Sau đó, lớp vỏ ngoài sẽ bắn ra thành một tinh vân, còn lớp lõi của mặt trời sẽ tự sụp đổ trở thành một sao lùn trắng. Đó là kịch bản mà các nhà khoa học đã dự đoán. Đương nhiên, nó không xảy ra trong thời gian tới, mà nó cần khoảng từ 5 đến 7 tỷ năm tới, điều đó mới xảy ra. Còn các ngôi sao lùn đỏ như Proxima Centauri, do khối lượng và kích thước của nó rất nhỏ, chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng nó có thể tồn tại ở trạng thái dãy chính trong khoảng thời gian rất lâu, dự đoán là khoảng 4.000 tỷ năm. Sau đó, nguồn hydro dần cạn kiệt, ngôi sao sẽ nhỏ dần đi và biến mất khỏi dãy chính. Khi đó, ngôi sao sẽ trở nên nóng hơn và nhỏ hơn, sau đó nó sẽ trở thành một sao lùn xanh. Ở thời kỳ này, nó sẽ phát sáng hơn đáng kể so với thời kỳ dãy chính, nhưng nó sẽ sớm trải qua giai đoạn sao lùn xanh. Khi hydro chính thức cạn kiệt hoàn toàn, sao lùn xanh sẽ biến thành sao lùn trắng. Tất nhiên, nó sẽ không trải qua giai đoạn trở thành sao khổng lồ đỏ như mặt trời và cũng không tạo ra một tinh vân. Đơn giản, nó chỉ chuyển hóa từ sao lùn xanh thành sao lùn trắng. Đó là kịch bản được các nhà khoa học dự đoán đối với ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri. Nhưng để điều đó xảy ra, cần khoảng 4.000 tỷ năm nữa. Chính bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, vũ trụ chắc chắn chưa có bất kỳ một sao lùn xanh nào, bởi vì vũ trụ của chúng ta mới có tuổi đời khoảng 14 tỷ năm mà thôi. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá vũ trụ qua chuyên mục Hỏi Đáp. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi mà trong một video Hải Yến không thể trả lời hết được, rất mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!